chào các bạn đã đến với kênh xe đua. Và xe đua này có 10 triệu đô la, rất là mắc luôn nè. Vào đấy nhá, mình sẽ lái thử cho các bạn xem. Giờ để bán mà quay bán, quay được phim không? Để bà lên quay được, bà quay được. Bà dừng cho chai tiếp với đó. Cho chai tại đây gần gần. Hẳn quá khỏi tivi của bà đó nè. Bọn tới lưu khiển tới đấy đi. Lưu. Đây là hình dáng của xe ô tô 10 triệu đô la. Các bạn thấy đẹp không? 10 triệu đô la đó, động cơ rất là mạnh mẽ. Chuẩn bị quay núi này. Quay vô gần để cho xe nó bự. Động cơ rất là to. Rồi, bạn giới thiệu xe đi. Xe motor rất là mạnh mẽ luôn nghe. Còn có cái tên nữa, xe số 3. Là xe số 3. Nhưng xe này miếng đã đem đi đua rồi. Xe kia miếng đã đua 700 lần. Và cũng có lần mỗi miếng được hiệp 2, hiệp 3 hết miếng. Nhưng xe này đua toàn là hiệp 1. Và miếng cần bị chuyển qua xe thứ 2 mà đâu. Có nghĩa là miếng sắp chuyển qua xe máy bay, nhưng chẳng bị chuyển qua máy bay mà đâu. Đây, đấy là khác rồi đâu. Và đấy là cái bệnh của hắn chạy rất nhén luôn. Còn cái này vừa bè cái này. Các bạn này, đấy là động cơ. Vừa bấm một chuyển này, vừa bấm một đấy là Hàn Quốc, thấy không? Đó là động cơ, cách để khởi động. Mấy nhớ đâu? 3 phút. Rồi đấy. Và miếng sẽ chạy thẳng tới lúc nữa cho các bạn xem. Nè, chạy bay bao lại. Đó là cách để khởi động của cua. Xe đua rất là lợi hại. Và con nhà miếng rất là to. Lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8.
con lớp 9, lớp 10, lớp đại học nhưng được chơi màu. Tại mấy người lớp quá to không được chơi. Thôi tao sẽ đã lưu đây rồi dừng lại gần gần đây để bật quay là bị thôi được. Rồi tay xuống nhân rốt dây. Nhấn vào cái chuông và nhớ đăng ký lại. Tạm biệt các bạn.